cộng dây chú ơi, cộng dây, cộng dây, cộng dây, cộng dây sao lưng. Cái miếng đất này ở chổng nó có hai cái bờ gian ngang, chắc cắt khuôn nào theo khuôn nấy đi chứ đừng có bò ngang bờ gian, bò lên bờ gian quá trời nó đổ luôn mày. Ra tới bờ gian trở lại này đi cho nó gọi khuôn nào theo khuôn đi. Cứu cứu.
bạn thấy không ta? Cá ăn đường này nhóc luôn nữa mày. Thôi để hạ camera trước cho bạn coi nha. Ai nó khô quá, nhưng mỗi năm bữa này nhóc này phải trồng cái gì đó. Dạ. Ừ, hay quá, đủ thứ cách để sống như vậy. Ủa thường, thường là tới cái mùa gặt gì là anh đi dài dài bắt mấy con cái gì đó hả? Tới mùa đi dài dài đâu mấy mé nè. Dạ. Rồi là mới triệu triệu mấy, hôm nay ít luôn. Bắt một ngày một triệu mấy luôn. Trời, còn hơn luôn chấm đốc nữa mày. Thôi, hay vậy. Rồi thấy anh lội xa quá trời luôn, nãy chiếc xe nó chạy còn mệt lắm, anh đi bộ coi Mỹ Mỹ không? Làm quen. Hồi nãy tính đi theo anh mà đi không nổi. Đi chút xíu cúm giò á trời ơi. Em đi đem lưng bự về bán lẩu nhậu cho người ta, đâu có nhậu á. Dạ. Rồi lưng nhỏ một căn cho người ta. Người ta nuôi lại hay gì ta? Người ta nuôi lại. Ở dưới em thì nước mặn thì có con lịch. Còn anh trên đây là có con lương, em Bạc Liêu. Bạc Liêu thì có con lịch các bạn, hai con nó giống giống nhau, tới giờ mình chưa biết phân biệt. Để bữa nào có gặp hai con đó lần lượt thì mình phân biệt với các bạn. Về vợ với Cà Mau. Dạ. 5 căn Cà Mau. Ờ, 5 căn Cà Mau nè. Giữa cá Lập Hòa 5 căn mới quen qua nè, bữa nay gặp anh 5 căn đó nè. Dạ. Bữa nay là đang ở huyện Cờ Đỏ không ta? Đây là Vĩnh Thạnh. Huyện Vĩnh Thạnh này luôn hả? Ờ, huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ. Nè. Dạ. Ồ, nãy giờ tính đâu đi Cờ Đỏ, đi từ Thốt Nốt qua vòng tới đây. Đi về phía kia. Dạ. Phải có thời gian với đủ sức đi theo anh ha, đi săn lương thử lần cho biết nha các bạn. Ủa anh nãy thấy hai ba người đi lần này chung băng mình hay riêng? Không có đâu, có mình đó anh à. Vui gì là anh núp ẩn núp hiện, nãy thấy anh ở đây cái hồi thấy ở bên kia tính đâu hai ba người đi các bạn. Trời đi lẹ ghê luôn. Tại vì đồng khô mà đâu có nước đâu. Nếu có nước mình đi. Sao anh không đem cái bình nước gì nè theo uống? Em tặng anh bình nước này được. Thôi được rồi, có chai nước trống. Vậy hả? Xíu vợ lại rước vợ nè. Bình nước này bình nước Bắc Vũ đặc sản của Bạc Liêu mình đó bạn, của công ty nhựa Tí Liên. Tính tặng cho anh làm kỷ niệm. Đi theo mình cũng cỡ 5 năm rồi đó các bạn, đi đâu cũng treo toàn ten. Thấy anh đi tội nghiệp luôn á. Cái gì là bây giờ anh về luôn chưa hay là đi nữa? Chưa, là hôm đó đi rồi chút nữa về mới điện mình xã rước về. Dạ. Anh đang ở nhà. Đi theo luôn. Xe sao lộn nổi á. Lộn nổi quá. Dạ này trời ơi, lộn le lưỡi luôn. Le lưỡi luôn. Lấy lội cả hụt cả hạt không muốn chết luôn rồi. Lội ra rồi không có cứu hộ gì, không đi chèo xuồng rồi cứu hộ rồi kéo vô đâu. Đeo nước mà kêu máy cọ ca là lúa nó cọ vô. Chứ không có xe ôm mà ra tới đó đặt gáp gì đâu kìa các bạn. Siêu quá anh. Ui. Một rồi á là đi một đường mương này không mấy là 2 thùng rồi. Dạ. 2 thùng đó là 7 mấy là 8. Dạ. Người thí dụ ngày nào anh cũng đi không, đâu có làm ngày gì nào khác cũng không đi. Có nhà mua bán có nhậu chứ mình đi kiếm này kiếm mình bự về mình bán người ta. À, vợ nhà bán quán nhậu, chồng đi săn mà giống như là xách súng đi săn. giữ mốt có vợ mình làm mô hình khép kín như anh này là có thể mau làm giàu. Người ta bán người ta không chê. Dạ. Ủa lương nuôi không ngon hả? Lương nuôi nó ăn hôi gần à, với lương đặc chấm ăn hôi lắm, một lương này tự xiệt ăn không ngon. Ừ, bởi giờ thấy cái mô hình gì nuôi lương không bùn không sình gì đó là ăn không được. Hồi cho ăn đủ thứ ốc thức ăn cơm cho nó hôi đó. Đó cũng là một cái chiêu của nó đó các bạn, cái người ăn người ta biết á, lương đồng với lương nuôi á giống như cá nuôi mà hôi cỏ vậy đó các bạn. Nghề nó ha, mốt mua nhớ mua lương đồng nha. Còn muốn còn ai kiếm anh này luôn đi, anh đi săn lương đồng không à, kiếm ảnh đi bắt là đúng lương luôn. Đây mà làm cái lẩu 200 là nửa ký lô lương. Dạ. Rồi quán nhậu anh ở đâu? Đây nè, đây chạy ngay ra quán Duy Thắng đó. Đại bản Duy Thắng trong cái đường này mà không biết đường gì đó, giới thiệu đi nó bạn vô đây nhậu. Đường Bò Bao. Cái bọng vô đường Bò Bao á. Cầu gì? Cầu Sáu Bọng. Cầu Sáu Bọng vô đường Bò Bao ghé quán nhậu Duy Thắng. Ăn lương đồng của anh này ha. Đủ món chờ mình mấy chục món rồi. Rồi hay quá. Sáng đi săn chiều về chạy bàn đó. Số 1. Rồi giờ điện rồi, giờ điện về. Anh ơi đem lương về làm lẩu. Rồi cảm ơn anh ha.
vậy mới đúng kịch bản của đạo diễn á, để hai cha con phải đồng đồng sức ra làm mới được. Đó, vậy con rể nó có việc làm. Đó, thấy giàu thương không? Đó, thấy vợ ta thương không, đeo khẩu trang rồi nữa. Lấy bao tay cho nó đeo luôn em. Bao tay bao chân mang vớ. Đây là đám ruộng thứ hai rồi đó các bạn, cái lắm bên kia là riêng rồi, đám bên đây là riêng nữa đó. Bữa nay mình cắt hai đám hay là mấy đám cô? Ba miếng. Ba miếng chứ. Xin lỗi, để miếng nha, phải đám nha, miếng bự hơn. Ba miếng luôn, bữa nay cắt ba miếng luôn, mới được hai miếng à. Là nhiêu lúa rồi đó. Rễ coi hồi giác ai lúa đó về nhà nghe rễ. Về chòi nãy đó. Rễ làm nó chịu hết nổi bạn tao nghiệm. Thầy dính chân đi rồi chắc đây. Mấy con không hết thì chắc cho hồi này thêm dây nữa. Ở có cái giờ cho cái cho nó xuống. Hả? Bây giờ đường. Gặp lại bạn Nhật các bạn ơi. chú rể miền Tây nữa các bạn. Nói lẹ thằng nghe nó lợi hết nghe đó. Sáng giờ làm được những gì? Ngồi điếm bao ôi vậy. Sáng giờ mình điếm bao các bạn. Điếm bao để coi có dư bao nào không mình lấy gì ạ. Nhật phụ giao là để ví dụ lô hàng này phải được 200 bao đi. Thiếu 200 bao thì lấy vàng bù vô. Đó. Còn dư thì cho đem về nuôi con gái của nhạc phụ. Chú rể người ta đám cưới xong là tao phải đi từng chân mặt 7 ngày. Cậu này mới cưới hôm qua bữa nay vô ruộng nữa các bạn. Từng chân mặt trong ruộng á các bạn. Sau này có về miền Tây làm rể phải hỏi kỹ nghe. Hỏi nhạc phụ ơi, sau khi cưới tụi con có được nghỉ ngơi không là đi ra ruộng liền. Nhưng mà vui phải không? Vui tự hào phải không? Vui. Bây giờ có nhìn bao lúa nổi không? Dắt bao nổi không? Nổi, năm ký thì dắt nổi. Cứ nổi à. Mình hay quá. Với ông nổi là tối nay vợ cho ngủ ngoài salon luôn. Nắng quá bạn, thấy ngày nông cực thế các bạn ha. Nghe lại rồi, giờ nó chịu hết nghe rồi, rất máy nữa bạn. Thôi. Đây là những chiếc ghe mà để hồi chở hai cái máy vậy các bạn. Bốn máy là hả chú? Hai cái à. Hai cái cắt. Cắt hai kéo. Dạ, một chiếc xuồng một chiếc ghe vậy là sẽ là một bộ. Là chở một cái cắt cái kéo. Dạ. Chiều có đi cắt nữa không chú? Chiều nay nghỉ rồi, sáng nay cắt hai chiếc cắt 30 công này nghỉ rồi. Là hồi sáng giờ của nhạc phụ của bạn Nhân không là 30 công rồi đó. Đúng 28 công. 28 công phải không anh Cường? Ồ, một ngày có một buổi một rồi bạn. Rồi nếu mà cắt chút nhà hai chiếc tôi khoảng 100. Dạ. Khoảng 9 giờ sáng tới 6 giờ. Dạ. 6 giờ. Quá dữ. Rồi xong rồi. Dạ. Hồi giờ là chú nói là đầu vụ ha. Đầu vụ bây giờ đất cũng mới vô vụ đó. Dạ. Đâu có đất nhiều để cắt. Dạ. Tao ăn lối mùng bữa nay là 28. Dạ. Nó lối tháng mùng 3 rồi đó. Là dạ. Đưa Đông Cang. Dạ. Đó là mà chạy từ 100 á. Dạ. Dữ. Dịch vụ chu đáo đó nữa các bạn muốn cắt lúa kiếm chú này đi. Hai chiếc là cắt vô tư chung vú luôn đó. Xong việc hết rồi đó các bạn. Tổ máy đã về vị trí tập kết rồi đó. Còn tổ gom còn ngoài kia thôi. Những người hùng của nhà nông đã về. Không có những người hùng này chắc cỡ 100 người nông dân người cắt tay cắt không kịp. Vệ sinh máy các bạn. Mỗi khi xong là mấy chú đang vệ sinh đó.
khỏe muốn chết. Tối ngày bữa nào mà chạy chuyện 140 công cho anh này anh xỉu ngoài đầu, xỉu ngoài đầu. Anh chạy có cờ gì đó. Cảm ơn, cảm ơn, hiểu cho em đâu, dắt đi bắt chuột đồ vui lắm. Dạ là thêm nhiêu bao nữa? 7 bao. 7 bao hả? Thêm 7 bao. Ê, còn áo còn hết như vậy là 127 bao. 21 bao luôn. 21 bao. Đất nó giờ thấy bông hơn đây. Rồi 21 bao là hơn tắng chưa? Hơn tắng rồi. Không biết bao đắng làm sao. Nhẫn sinh dài bao dễ nuôi vợ nó kìa chú. Vợ nó đâu ăn lúa này, ăn vợ này nó ăn bài thơm không? Lúa thơm không? Lúa này đâu thơm. Xem kén ăn quá gì. Mời mua hảo hảo cho em ăn đó nha. Rồi cái người căng ngày mơi mới căng bạn, tối nay bạn Nhật chơi với bạn vợ sẽ ở đây ngủ từng chân mặt ở quầy ruộng. Đây là một cái trải nghiệm mới của đôi tình nhân mới cưới. Rồi, nhổ neo rồi các bạn. Cảm ơn các anh, cảm ơn các chú đã không đuổi mình khi mình đang quay. Rồi, chúc các chú mùa này gặt được nhiều công ruộng nha. Rồi, tổ 2 vô. Xung phong. Giống như quấn giặc hồi xưa đổ quân vậy bạn. Tấn công.
tiền đủ tôi nhậu nha.